Đây là Bimbi người chơi thủ các bạn ơi, để xem nào, đúng không nhá? Ui đúng thì các bạn, ủa đổi kiểu gì đây? À đây là con kiểu lucky các bạn ơi, không phải con kiểu đổi rồi. À thì mình có khẩu giống nhau thì các bạn, thì bây giờ là mình sẽ xem là với ba hồng cương thì mình có chúng được còn là video như các bạn ơi, để xem là vòng quay này có hút máu không nhá. Ok qua cho nào, ui nó có giảm giá thì các bạn ơi, được luôn. Tuy là giảm giá thì mình vẫn hút máu các bạn. Ok quay trở lại các bạn ơi, khi là qua ra một khẩu binh tiếp thì thôi nha các bạn. Ok luôn, quay trần ga đi. Ui giảm giá có lần đấu à? Thì giảm giá nhiều lần chứ. Ok mình quay như các bạn ơi, kiểu ra binh tiếp một khẩu thì thôi nha. Ui rồi đây, được một khẩu giống như người ta này, vãi khẩu cùi nhất các bạn ơi, trời ơi. Ok, được một khẩu là được rồi các bạn ơi, thì cũng có sẵn khẩu trong nhau thì mà, thế nên chẳng cần quay nữa đâu các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ trang bị khẩu trong nhau vào game để live tự chiến cho các bạn xem nha. Và mình sẽ cầm lại khẩu trong nhau để xem là khẩu trong nhau nó có bán đạn như xưa không nha các bạn ơi. Ok luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào trận ngay thôi này các bạn ơi, let's go. Ủa, M2 trông quen quen. À, quân anh không kết ăn thì các bạn ơi, vãi. Thì các bạn nhìn cả người quen thì các bạn, trời ơi. Vì là người quen thế nên là mình sẽ có bản thân là hay nha các bạn ơi, không là mất danh dự đây. Tự nhiên gặp quân này của anh mình và mình lại bán gà thì khác gì bảo là ui, Subi tạ quá đâu. Thế nên là mình sẽ bản thân là hay nha, mình sẽ gánh team các bạn ơi. Ok luôn. Tôi gặp quân đoàn kiểu của anh mình các bạn, trời ơi. Lâu lắm rồi mình gặp bao nhiêu thì các bạn ơi, mà gặp bao nhiêu lại không bị quen ý. Đây này, vỡ đầu luôn này, trốn chút trốn lùi à. Đây nữa anh nữa, ui ôi từ, mình đang hơi rén. Ui ra sao, trời ơi giật mình. Này, từ. Ui hai đứa luôn đi các bạn ơi, này kia. Trời ơi, tao biết ngay mà, trời ơi. Không sao, cố lên các bạn ơi. Ui hai quá các bạn, trời ơi. Ui chả lẽ bây giờ mình mở mic lên nhở? Và thôi mình ngại lắm ấy, mình gặp con này người quen thôi chứ mình có quen bạn đó đâu mà mình mở mic đúng không? Bạn mới hai lù này ở quân hai team 2 này các bạn ơi, 2 năm trước là mình có quen anh hùng các bạn, biểu quân lần 1 ấy. Gặp người quen luôn, ui bạn nó thách đấu luôn đấy các bạn, trời ơi ghê nha. Ok thì bây giờ là mình sẽ cầm Yumi khủng long nhong lên kia để chốt team địch bùn thôi các bạn ơi, cho nhanh nha. Không biết là này không đây hay là lò cho bay. Trời ơi, nói chung là mình sẽ cố gắng để ăn thật là nhiều kill nhá, để cánh team đi các bạn. Ok bây giờ là mình sẽ đi đằng này đi. Ừ đi đằng này mình nghĩ là sẽ có người thì các bạn ơi, mình nghĩ là sẽ đi đằng này thôi. Rồi để xem là có ai không nha các bạn, để xem mình tin chi đúng nhá. Đây con đứa đúng rồi. Này vỡ đầu luôn này. À trên đầu thì bình tĩnh. Ôi đây này. Ui vai ở kìa, kill của tôi mà, trời ơi bị cái em mất kill đấy các bạn ơi. Ui giời ơi, cẩn thận nha các bạn ơi. Ui cả team ở đây sao vậy các bạn? Ui hình như là cả team ở đây sao vậy các bạn ơi? Đấy còn đứa trên kia thì các bạn ơi, kẻ gạt luôn hộ team mình nhá. Trời ơi đấy là kill của mình đấy, nhưng mà tự nhiên bạn kia ăn mất kill của mình các bạn. Đây. Này. Ui giời ơi, nhảy cho là chết thôi. Trời ơi, nhảy cho không kịp bắn mình đâu. Hồi máu xong là mình sẽ lên kia giết nó được kia đấy các bạn ơi. Đây. Bắn này được. Đây. Bắn này được đấy các bạn ơi. Này. Úi giời ơi. Đó. Đáng lẽ là được qua kill đấy các bạn ơi, nhưng mà bị kém mất chỉ kill kia ấy, tiếc thế nhá. Không sao, là chung là vẫn nhiều kill nhá là được rồi. Kiểu như là mình vừa ngủ dậy các bạn ơi, ngủ dậy phát là mình làm video cho các bạn xem luôn ấy. Thế nên là vẫn chưa tình ngủ lắm các bạn ơi, vẫn còn hơi ngáp ngủ ấy, không tập trung lắm với các bạn. Trời ơi, vẫn hôm nay là chủ nhật nữa, mình ngủ phát tận trưa mới dậy các bạn. Trời đất ơi, ngủ bù chắc cả một tuần đi học ấy. Một tuần nay là mình đi học nhiều quá, thế nên là kiểu không có ngủ đủ ấy, các bạn ơi. Hôm nay là chủ nhật thì mình được ngủ đủ một xíu ấy. Nhưng vẫn buồn ngủ vãi tề, vẫn chưa tình ngủ lắm với các bạn, kiểu vẫn kiểu ngủ đủ rồi nhưng mà cảm giác vẫn kiểu thiếu ngủ ấy. Trời ơi, vẫn kiểu như là mắt nhắm mắt mở ấy các bạn ơi. Phải đùa đấy, nói chung là mình vẫn có thể bắn được trận này thật là hay như các bạn ơi, mình vẫn có thể gánh được trận này nhá. Đây. Ui ôi vãi, chết được một đứa đấy các bạn ơi. Ơ kìa, lại bị cái giác rồi này. Trời ơi, kêu tới tận mồm rồi mình không ăn được ý các bạn ơi. Trời ơi, mình tính. Ui ok, mình sẽ lao lên giết lở luôn các bạn ơi. Rồi nào, đây. Ui vai trưởng, trời ơi, cố lên bạn ơi. Giết rồi, hay quá, trời ơi. Đấy, mình bắn kiểu gì vậy trời, kéo tâm bắt trở lên đầu ý này. Đúng là kiểu vẫn đang buồn ngủ ý các bạn ơi, vẫn chưa tình ngủ lắm ý. Ok, 3-0 này các bạn ơi, mình sẽ cố thắng luôn 4-0 nhá, không chần chừ gì nữa. Và các bạn ơi, các bạn có biết là các bạn đã quên gì không? Đó chính là quên bấm like đấy nhá. Trời ơi, xem đến giờ các bạn đã quên cho mình xin một like để kênh và đừng quên bấm chút đăng ký để nhớ tham gia video nhá. Và bạn là có ý tưởng gì muốn làm trong video theo đừng quên comment cho mình biết nha. Hoặc là thử thách gì đó các bạn muốn làm đừng quên comment cho mình biết. Và mình sẽ thực hiện nó cho các video theo như các bạn ơi. Mình rất là cảm ơn các bạn ấy. Mặc kệ hai team giao tranh như các bạn ơi, ngoài lời một xíu là cô này của mình đang tuyển ứng viên các bạn. Bạn nào muốn cô này của mình không đừng quên comment cho mình biết nha. Và để xem là bay bạn trên kênh của mình với cô này của mình nhá. Đó, và mình sẽ tuyển ứng viên như các bạn ơi. Đó, ok luôn nha. Không hiểu vì lý do gì mà mình cứ đi lòng vòng đây lãi rời các bạn ơi. Trời ơi. Nãy giờ là mình không có lên đi kia để bán tiếp địch các bạn. Trời. Ok bây giờ là mình sẽ lên luôn nhá. Từ để xem đã. Để mình check vị trí của tiếp địch đã nha các bạn. Team để chơi phòng thủ nãy giờ các bạn ơi. Rẻ này sao ấy nhờ. Chắc là thua 0-3 sẽ không giảm công lên giết tên mình nữa ấy. Trời ơi, phòng thủ nãy giờ luôn. Đây. Này nó kìa, kéo tâm kiểu gì mà trời. Ui ôi.
vãi trưởng hai đứa này. Trời ơi, mình kiểu không tỉnh ngủ hay sao ấy nhờ, thế là bắn kiểu gì vậy trời? Ngủ đùi mà vẫn cảm giác kiểu thiếu ngủ ấy, trời ơi. Hiểu kiểu gì? Bắn đầu rồi các bạn ơi, trời ơi, chắc đáng lẽ thằng bồi không rồi, tự nhiên mình lại để thứ nhất thế này nhở. À ok, để xem bạn đảo như nào nha các bạn ơi, để xem bạn mới hay lùi cô này anh Hùa kia đang bắn như nào nhá. Ok, bạn cầm hai khẩu A-Dub này các bạn, để xem là về A-Dub như nào nhá. Ôi kìa, quá, ẩu vậy chơi, biết ngay mà. Nhảy xuống như thế là chỉ có chết thôi đấy, trời ơi. Mình sẽ không để bị lật kèo đâu nha các bạn ơi, sắp thắng rồi mà. Trời ơi, bây giờ là mình sẽ lên cái bàn đen hoàng lại nhá. Nãy là mình không ẩu quấy, để cả tiêu đỏ giết mình các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ bàn đen hoàng phòng thủ lại nha các bạn, không kiểu chủ động công lên nữa. Công lên là chỉ có chết thôi, không được ngủ quên trên chiến thắng nha các bạn ơi. Trời ơi. Ok, công lên luôn nha các bạn ơi, đuổi đây, đuổi đây. Bây giờ mình sẽ đứng đây thôi nha các bạn ơi, không công đâu, công là chết đây. Để cả team mình công đã rồi mình sẽ công sau nha. Ok luôn, mà mình không có mét bét khỉ các bạn ơi. Mình mang bét cho mình cụ để keo cho mình ấy. Bởi vì các nhiên mình kiểu cần keo với các bạn ơi. Thế là mình kiểu mét bét này các bạn, không mét bét khỉ thế là qua lưu lại hơi khó ấy. Ok, hay là bây giờ công lên luôn nhở. Ừ, team mình đang công lên rồi mà các bạn ơi. Ok, lên luôn này các bạn. Sơ có đứa đứng sau kia vai, ui biết ngay mà. Trời ơi, từ nguy hiểm quá nha. Trời ơi, may các không chết. Trời ơi, nó thục hai viên là mình không chết đấy các bạn ơi. Trời ơi, may vai. Ui ôi, vai, team mình sắp thắng rồi đấy các bạn ơi. Từ từ cho mình kêu cuối đi. Ui dồi ôi, mất MVP rồi các bạn ơi. Trời ơi, chỉ tranh là có một kêu thôi mà. Ui, tiếc thế nhở. Thôi không sao, nói chung là hôm nay có duyên được gặp thành viên quân đoàn của anh Hùa kia này các bạn ơi, quân đoàn cũ của mình ý. Trời ơi, tự nhiên được gặp ý, ảo thật đấy. Ok, chắc bây giờ là mình sẽ dừng video đâu nha. Và nếu đâu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhận thông báo video các bạn. Bây giờ thì hẹn gặp lại trong các video theo nha. Bye bye.